vị dành cho những thiếu nữ cũng như là những các vũ công của câu lạc bộ Ban Mai một tràng pháo tay với vũ điệu hoan nghênh. Các vũ công chuẩn bị, âm nhạc bắt đầu. Một lần nữa xin cảm ơn phần biểu diễn của câu lạc bộ Ban Mai Thái Nguyên với một vũ điệu vang lên đem đến cho câu lạc bộ Kiều Vũ Sáu Ngàn để chúc mừng trong ngày 15 năm sinh nhật của câu lạc bộ quốc tế Sáu Ngàn. Một lần nữa xin cảm ơn những tình cảm của câu lạc bộ Ban Mai đã dành cho câu lạc bộ Kiều Vũ quốc tế Sáu Ngàn.